Sáng ngày 6 tháng 3 tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố và trao quyết định luân chuyển bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với ông Nguyễn Đức Thái. Đến dự có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ trao quyết định, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí chúc mừng ông Nguyễn Đức Thái được tin tưởng giao trọng trách quan trọng. Ông Nguyễn Đức Thái sinh năm 1974, từng giữ nhiều chức vụ. Từ năm 1996 đến năm 2015, ông công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Bình Thuận, giữ các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện, Phó trưởng phòng nghiệp vụ tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Từ năm 2015 đến năm 2019, ông là kiểm sát viên cao cấp, giữ các chức vụ Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2019, ông giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, kiêm trưởng ban thư ký lãnh đạo viện, thư ký Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó là vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự vụ 7. Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, ông là vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, vụ 5. Sâu sát cầu thị lắng nghe.